này dầu phải nóng mới đổ vô anh ha. Trời mưa rồi mọi người. Không mua hả? Làm đá vậy? Bội không? À là biết chính là bản của mình anh ha. Sợ mình đi mua chỗ khác lộn chỗ thôi chứ à. Mình bản nó hiểu là biết rồi. Tùy khách đặt hàng ráp đi rồi như cái quen. Có đã xong rồi nó mới đặt. Dạ. Xe nào? Xe là gì vậy? Xe là chơi gai vậy? Xe gì giao máy? Con người phải chơi giao mà. Chúng ta hả? Má tới chuyện rồi. Một phần như vậy là bao nhiêu tiền anh? 55.000. Dạ. Dạ. 1.000 đại ra đó mẹ cha nó đổ hết đất được. Được bộ quá vậy. Đây có cái gà một, còn cái gà một nữa à.
ra một nó được à. Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay là Vi đang đi ăn chiều. Thì hôm nay Vi sẽ giới thiệu với mấy bạn đó là một món bánh khọt. À, bánh khọt này có nguồn gốc ở Vũng Tàu, giống như là bánh khọt Vũng Tàu nha mấy bạn. Thì Vi đang ăn ở cái quán là địa chỉ số 7 đường Đồng Nai ở quận 10. Quán này mở cửa từ khoảng 10 giờ sáng cho đến khoảng tối luôn mấy bạn. 10 giờ tối, 8 giờ sáng tới 10 giờ tối luôn mấy bạn. Thì Vi có kêu hai phần bánh khọt rồi. Ở đây thì cũng có bán gỏi cuốn nữa, đạn hột vịt nữa, nhưng mà thường là bán bánh khọt sẽ đắt hơn. Thì Vi có kêu hai phần bánh khọt. Tại vì bánh khọt á, thì có ăn với mỡ hành nữa, nhưng mà Vi không có ăn mỡ hành được, cho nên Vi kêu một phần bánh khọt không mỡ hành. Đây là một phần bánh khọt có mỡ hành. Nhìn đẹp chưa, đặc sắc chưa. Mấy bạn nhìn thấy một phần bánh khọt gì là hải sản, gồm có tôm với mực. Nhìn thấy tôm với mực bự chà bá mấy bạn. Rất là bự. Nhìn tôm với mực rất là hấp dẫn, nhìn rất là tươi luôn. Thì bánh khọt là phần bột là làm bằng gạo, thì có thêm nước cốt dừa nữa. Ở đây là phía trên có một chút phần tôm, tôm cháy nè mấy bạn. Rất là thơm luôn. Bây giờ Vi ăn. Thì ăn bánh khọt là sẽ ăn với một ít đu đủ bào ngâm, ngâm một chút chua, rồi nước mắm với lại một phần dĩa rau như thế này đây. Một phần như gì là giá giá 50.000 đó mấy bạn. Gồm có 8 cái, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mấy bạn nhìn cái đế bánh nha. Bây giờ Vi dở lên cho mấy bạn coi. Quán ở đây làm cái đế bánh nó bánh rất là mỏng luôn. Cái phần ở đây nó giòn luôn, nhìn thấy là giòn, rìa bánh rất là giòn. Nếu mà khách đến thì mới đổ bánh, cho nên bánh rất là nóng mấy bạn. Hôm nay Vi tới quán hơi đông, cho nên nãy giờ ngồi chờ hơi lâu một chút. Thôi bây giờ Vi ăn đi, Vi thưởng thức như thế nào ha. Ăn trước đi. Tôm mấy bạn rất là tươi. Còn cái phần bánh nha, bánh bột á được pha rất là ngon, rất là giòn, có vị béo nè. Rồi tôm nó ngọt nữa, chấm với phần nước mắm có chút cay nữa. Bây giờ hồi nãy Vi không có ăn rau, bây giờ Vi kẹp thêm miếng rau vô. Ở đây có nhiều loại rau đó mấy bạn, mình có thể tha hồ ăn. Thường á là chúng ta sẽ cuốn cái phần cải này nè, cuốn vào như thế này, chấm. Rất là giòn luôn các bạn. Nói chung Vi thích cái thằng bột ở đây ra luôn á, bột được pha rất là ngon. Khi mà chiên đổ bột đổ bánh nó tới cái phần rìa ở bên ngoài rất là giòn, ăn rất là hấp dẫn. Hồi nãy Vi có ăn thử một tôm rồi phải không? Bây giờ Vi ăn thử một cái bánh mực. Ăn thử mực đi. Mực cũng giòn như vậy luôn, tươi luôn. Ngon quá. Tuy là bánh hơi dầu mỡ nhưng mà Vi cảm thấy là kết hợp với rau nè. Nãy giờ Vi chưa có ăn đu đủ nhưng mà Vi thấy nó rất là ngon. Ăn cái này dễ mập đó mọi người, nhưng mà nó kích thích cái vị giác của mình làm sao ấy. Mình dễ lôi cuốn vô để mà ăn rất là nhiều. Cái phần đế bánh đổ không có phải mà dày đâu mấy bạn, cho nên không có làm chúng ta ngán.
đỏ mỏng, phần bọc dừa thôi, để mà mình ăn nó cân cân đối với cái phần mà tôm mực với lại rau, chứ không phải là cái phần đế mà nó dày lên. Ngon quá. À, bình thường thì Vi không có ăn mỡ hành, cho nên kêu một dĩa không mỡ hành, nãy giờ Vi ăn rồi. Nhưng mà bây giờ Vi cứ thử một cái bánh có mỡ hành đi mấy bạn. À, Vi sẽ ăn bánh mỡ hành tôm để coi nó có, thường mấy mọi người bảo là phải có mỡ hành nó mới béo, nó mới ngon. Bây giờ Vi ăn thử nha. Có mỡ hành vô nó béo hơn, thơm mùi hành lá, mỡ miệng mình đầy mỡ, nên cuộn rau vào mấy bạn ạ. À, mình không cuộn rau là mình dễ ngán. Cuộn cải bẹ xanh. Cuộn cải bẹ xanh vô đỡ ngán hơn. Hả? Các bạn có nghe cái gậu giòn của bánh không? Giòn gậu gậu luôn. Thôi bây giờ Vi với anh Thảo ăn hai phần bánh này thôi, để nguội nó chắc không ngon. À, xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở một video tiếp theo. Chúc cả nhà buổi tối ngon miệng.